Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 15, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem quyển giảng nghĩa trang 34. Xem quyển giảng nghĩa trang 34. Xin xem đoạn thứ hai, phần giải thích ý nghĩa của đề kinh. Hôm qua đã giới thiệu đơn giản với quý vị giảng đến hai chữ Phật thuyết trong đề kinh. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A Di Đà yếu giải ngài có giải thích hai chữ Phật thuyết này, ngài giải thích được rất là đúng, rất là rõ ràng, vả lại chư cổ đại đức cũng chưa từng nói qua. Chữ thuyết này có nghĩa là vui lòng, tức là nhân duyên học Phật của chúng sanh đã thành thục, đương nhiên Phật rất hoan hỷ. Phật vì chúng sanh thuyết pháp là ứng cơ thí giáo, cơ duyên của chúng sanh không tương đồng, căn tánh cũng khác nhau. Cho nên năm xưa Phật còn tại thế, người nào gặp được Phật không ai mà không được lợi ích. Thì như vị đại phu chữa bệnh vậy, bất luận quý vị có bệnh gì, đến gặp ngài, ngài khám bệnh và cấp thuốc cho quý vị, thể uống thuốc thì liền hết bệnh, thì quý vị thật sự được lợi ích. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật, năng lực của họ thì không bằng Phật. Thành thật mà nói, số đệ tử đó đời đời tương truyền, một đời không bằng một đời. Đây là sự thật. Năm xưa, sau khi Phật diệt độ, số đệ tử đó trong thời kỳ sớm nhất chẳng ngưỡng có người tu hành thật sự có chứng quả. Các cao tăng đại đức từ Ấn Độ đến Trung Quốc truyền Phật pháp, trong lịch sử Phật giáo có ghi chép, họ đa số đều là bậc thánh nhân chứng được tam quả. Đây là nói họ chứng được tam quả tiểu thừa, họ không phải người tầm thường. Đến thời đại Tùy Đường về sau thì người chứng quả cũng ít, thế nhưng vẫn còn có rất nhiều người thật sự tu hành. Quý vị xem trong Thiền Tông, người được thiền định, người được khai ngộ, như số đệ tử của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Năm Minh Tâm Kiến Tánh, thì có 40 mấy người. Còn Đại sư Huệ Diễn, năm xưa ngài ở Lô Sơn thành lập liên xã, các đồng tham đạo hữu
tổng cộng có 123 người, ai nấy đều được thành tựu. Đây là nói các đệ tử Phật ở Trung Quốc vào thời kỳ sớm nhất. Đến đời nhà Nguyên và nhà Thanh về sau thì cách Phật đã xa. Đối với nghiên cứu giáo lý làm chú giải vẫn còn có người, nhưng người thật sự tu hành thì đã ít đi. Người thật sự tu hành được thành tựu cho đến ngày nay hầu như chỉ còn lại Tịnh Độ Tông. Người tu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ chỉ còn lại một pháp môn này, còn tu những pháp môn khác thì rất khó được thành tựu. Vào năm đầu dân quốc, người tu thiền vẫn còn được thiền định. Thể họ nhập định có thể 7 ngày hoặc nửa tháng. Họ không xuất định, họ vẫn còn có công phu này. Đây là nói họ được thiền định. Còn đại triệt đại ngộ thì không có nghe nói qua. Người thật sự được thiền định, quả báo của họ ở trên tứ thiền thiên, nhưng vẫn không ra khỏi tam giới. Hay nói cách khác, sanh lên cõi trời thì thọ mạng dài một chút, phước báo lớn một chút mà thôi. Điều này không sai. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, khi thọ mạng đã hết, đã hưởng hết phước báo, vẫn phải đọa lạc. Đây là điều đáng sợ nhất. Cho nên một người tu hành thật sự đã giác ngộ, họ tuyệt đối không hưởng phước báo cõi trời, cũng không muốn sanh lên cõi trời. Họ chỉ có một mục tiêu, đương nhiên là muốn ra khỏi lục đạo luân hồi. Thể ra khỏi lục đạo luân hồi thì không còn sanh tử nữa. Cái sanh tử này là phiền não. Cho nên muốn liễu sanh tử xuất tam giới, chỉ có nhờ vào pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Lúc Phật tuyên giảng bộ kinh này, Ngài rất vui lòng. Chúng ta sẽ thấy trong phần kinh văn phía sau, lúc Phật giảng bộ kinh này, Ngài vô cùng hoan hỷ. Đại sư Ngẫu Ích có nói, vì sao Phật hoan hỷ như vậy? Vì lúc đó Phật nhìn thấy cơ hội chúng sanh được thành Phật đã đến. Thì Phật phải độ chúng sanh, tức là hy vọng mọi người mau mau thành Phật. Chúng sanh có cơ hội thành Phật đã đến. Quý vị nghĩ xem, Ngài làm sao mà không hoan hỷ? Phật là luôn luôn mong mỏi có một học trò như vậy xuất hiện. Nay Phật đã nhìn thấy, thì Ngài liền tuyên giảng pháp môn này. Cho nên cái pháp môn này là đối với những chúng sanh cơ duyên thành thục mà nói. Vì vậy Ngài rất vui lòng tuyên giảng. Cơ duyên thành thục tức là nói họ trong đời này cơ hội thành Phật đã đến. Đây là điều rất là hiếm có. Đích thật là trong vạn ức người có được một hai người người có cơ duyên thành thục như vậy, thì được mười phương tất cả chư Phật đều hộ niệm. Khi duyên phần của họ thành thục thì Phật nhất định phải độ họ. Đây là trong kinh thường nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Phật không bao giờ bỏ một người,
chỉ cần cơ duyên của họ thành thục thì nói thành thục tức là họ thật sự chịu tiếp nhận, thật sự chịu tin, thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây chính là cơ hội được thành Phật. Trong đời này đã thành thục cái pháp môn này là thế cơ với những chúng sanh này. Cho nên mới nói vạn người tu, vạn người đi vãng sanh. Đây là nói ý nghĩa của chữ thuyết. Đoạn thứ ba là hai chữ đại thừa. Đại thừa là tỷ dụ. Đối với tiểu thừa mà nói, người tiểu thừa tâm lượng nhỏ, họ chỉ cầu tự lợi mà không có hoằng nguyện độ tha, cho nên ít tâm từ bi. Thành thật mà nói, họ không phải không có tâm từ bi, mà là họ không có tâm đại từ đại bi. Phải nói đại từ đại bi như thế nào? Đại từ đại bi là xây dựng trên nền tảng của tâm bình đẳng. Khi tâm thật sự bình đẳng rồi, khởi tác dụng thì gọi là đại từ đại bi. Hàng A-la-hán và Bích Chi Phật, họ chưa đạt đến mức độ này. Tuy họ có định lực rất cao, định lực của họ vượt hơn cõi trời, mà thiền định của thế gian là tứ thiền bát định, tổng cộng có 8 thứ, tức là 8 đại loại. 8 đại loại gọi chung là tứ thiền bát định. Đạt đến thiền định này thì sanh lên tứ thiền thiên, hoặc sanh lên tứ không thiên. Hay nói cách khác, đều vẫn còn ở trong tam giới. Hàng A-la-hán và Bích Chi Phật, họ tu định còn cao hơn tứ thiền bát định. Trong kinh Phật gọi là cửu thứ đệ định, tức là đệ cửu định. Còn thiền định của thế gian chỉ có đệ bát định, còn họ là đệ cửu định, đã siêu việt tam giới, tức là đã ra khỏi tam giới, thì chứng quả A-la-hán. Đây là thuộc hàng tiểu thừa. Tuy họ có định lực đã ra khỏi tam giới, nhưng họ chưa kiến tánh, chưa mở mang trí huệ. Đây là nói hàng tiểu thừa. Quý vị phải đi tìm họ thì họ mới dạy quý vị. Quý vị không đi tìm họ thì họ không bao giờ chủ động đi tìm quý vị. Không như Đại Thừa Bồ Tát. Bậc Đại Thừa Bồ Tát, quý vị không tìm họ, nhưng họ sẽ tìm quý vị. Trong phần kinh văn phẩm thứ hai có nói, Đại Thừa Bồ Tát làm người bạn không mời của chúng sanh. Quý vị không mời họ, nhưng họ cũng đến. Họ đến tìm quý vị. Họ chủ động đến giúp cho quý vị. Đây là điều mà hàng A-la-hán không làm được. Cho nên phân biệt bộ kinh này là thuộc về kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Bộ kinh này nói tâm năng niệm vốn là Phật, là tác dụng lớn. Khởi tâm niệm Phật, niệm niệm làm Phật, được bậc đại nhân sử dụng nên gọi là Đại Thừa. Theo cách nói này, tại trong pháp, tại trong giáo nghĩa Đại Thừa, có thể nói là nói được cứu cánh viên mãn. Vì sao là cứu cánh viên mãn? Vì đây là tông chỉ của bốn kinh, tức là lý luận y cứ của Tịnh Độ Tông. Chính là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Điều kiện tu học của Tịnh Tông là tính nguyện hạnh, là tính nguyện hạnh. Trước tiên tin tưởng mình,
cái lòng tin này rất khó xây dựng. Tin tưởng mình là Phật, tức là tâm này là Phật. Tự mình không phải Phật, vậy ai là Phật? Tự mình không tin mình là Phật, tức là đã mê rồi. Thì tự mình đã mê rồi. Tâm là năng biến, tâm là bản thể, là chủ tể. Tâm này là Phật, tâm này là Bồ Tát, tâm này là A-la-hán, tâm này là người. Nãy niệm của chúng ta nghĩ là người thì biến thành người. Nếu chúng ta thay đổi ý niệm, chúng ta chỉ nghĩ Phật thì dần dần sẽ biến thành Phật. Lý luận y cứ của Tịnh Tông là ở chỗ này. Trong kinh Phật có nói học pháp giới y chánh trang nghiêm, phía trên có Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, phía dưới là trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây là 10 đại loại. 10 đại loại này từ đâu mà có? Là do tâm của chúng ta biến hiện ra. Vì sao con người lại đọa địa ngục? Vì tâm này là địa ngục, tâm này làm địa ngục thì nhất định đi vào địa ngục. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có nói vạn pháp duy tâm. Bài kệ của trong bộ kinh này là dạy cho chúng ta nên quán pháp giới tánh tất cả do tâm tạo, hoàn toàn là tâm quý vị biến hiện ra. Lìa khỏi tâm này ra không có một pháp khả đắc. Thập pháp giới thì chánh trang nghiêm toàn là trong tự tâm biến hiện ra. Phật dạy cho chúng ta các phương pháp này là pháp đại thừa của tự tánh. Tự mình không tin mình thì không còn cách nào nữa. Phật pháp, trong Phật pháp nói tin, thứ nhất là tin mình, thứ hai là tin Phật. Cho nên Phật pháp là khác với những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác nói tin, thứ nhất là phải tin Thượng Đế, phải tin chân thần. Cái tin này hoàn toàn khác với trong Phật giáo chúng ta nói tin. Trong Phật giáo nói tin, thứ nhất phải tin mình, sau đó người khác mới có thể giúp cho mình, người ngoài mới có thể giúp cho mình. Tự mình đối với mình không có lòng tin, cho dù người ngoài có trí huệ, có năng lực đi nữa cũng không thể giúp cho quý vị. Cho nên tin mình là điều rất quan trọng. Đây là đại thừa trong đại thừa, là pháp đại thừa cứu cánh viên mãn. Đoạn thứ tư là vô lượng thọ. Tiếng Phạn gọi là A-di-đà. A-di-đà là từ tiếng Phạn dịch âm ra. Ba chữ A-di-đà là mật ngữ. Tuy là Phạn văn dịch âm ra, nhưng người Ấn Độ họ cũng không lý giải nghĩa chân thật của câu danh hiệu này. Họ cũng không hiểu. A-di-đà bao hàm vô lượng nghĩa, thì làm sao nói cho hết được? Trong Phạn văn, chữ A
dịch thành ý nghĩa của Trung Văn là vô, Di Đà dịch là lượng. Cho nên A Di Đà là vô lượng. Cái gì vô lượng? Tất cả đều là vô lượng, không có một thứ nào nằm trong có số lượng. Thế như chúng ta nói trí huệ, trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng, không một pháp nào mà không phải vô lượng. Chư vị nhất định phải biết tất cả vô lượng là tự mình vốn có đủ. Trong Đàn Kinh có nói, lúc Đại sư Lục Tổ Huệ Năng minh tâm kiến tánh, Ngài nói ra tâm đắc của mình với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cũng tức là Ngài Đại Triệt Đại Ngộ, Ngài nói ra năm câu. Trong đó có một câu là: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Ba chữ A-di-đà này là vốn tự đầy đủ, là cùng một nghĩa. Vốn tự đầy đủ tức là không có khiếm khuyết một thứ nào, tròn đầy viên mãn. Trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tài nghệ viên mãn, thậm chí chúng ta nói phước đức viên mãn, thọ mạng viên mãn, mọi thứ đều viên mãn. Vì trong tự tánh vốn có đầy đủ. Lại nói thêm một câu: nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp, tận hư không khắp pháp giới. Từ đâu mà có? Là do tự tánh biến hiện ra. Lúc đó Ngài hoàn toàn đã thấy rõ, hoàn toàn đã hiểu rõ. Lục Tổ Huệ Năng nói chính là ý nghĩa của ba chữ A-di-đà này. Cho nên A-di-đà tức là vô lượng thọ, đã dịch thành Trung Văn. Đây là điều mà chúng ta mong cầu. Mong cầu mọi thứ đều vô lượng. Chữ thọ này là một đại biểu. Vì sao không dùng những chữ khác làm đại biểu mà phải dùng chữ thọ này? Thì Phật nói với chúng ta rằng, trong tất cả vô lượng, chữ thọ này là bậc nhất. Thế như quý vị có tài phú vô lượng, nhưng quý vị thọ mạng ngắn ngủi, dù có tài phú cũng vô dụng, quý vị không hưởng thụ được. Quý vị nhất định phải có thọ mạng, thì tất cả vô lượng khác tự quý vị mới có thể hưởng thụ được, thì mới có lợi ích. Cho nên trong tất cả vô lượng thì thọ mạng là bậc nhất. Khi đã có vô lượng thọ thì tất cả những thứ khác đều là vô lượng, mới thật sự có thể hưởng thụ được, mới thọ dụng được. Cho nên dùng cái thọ này để làm đại biểu, tuyệt đối không phải chỉ có thọ mạng vô lượng mà những thứ khác chỉ có hữu lượng không có vô lượng. Quý vị nghĩ như vậy là sai rồi. Dùng một chữ thọ này làm đại biểu, không một thứ nào mà không phải vô lượng. Hay nói cách khác, không có một thứ nào là có khiếm khuyết. Chúng ta học Phật là vì cái gì? Chính là vì vô lượng thọ. Chúng ta học Phật có đạt được vô lượng thọ hay không? Vấn đề là tự quý vị có tin mình hay không? Thành thật mà nói, không phải có được từ bên ngoài. Nếu là từ bên ngoài thì chưa chắc có thể đạt được, mà đây là có được từ trong tự tánh, không phải bên ngoài. Cho nên Phật pháp là nội học, là từ trong tự tánh mà tu, là từ trong tự tánh hiện ra. Nó không phải từ bên ngoài đến. Nếu từ bên ngoài đến thì trong Phật pháp gọi là ngoại đạo.
Nói ngoại đạo là không phải nói những tôn giáo khác, không phải nói ngoài Phật giáo. Có cách nghĩ này là sai lầm, mà ngoại đạo là nói ngoài tâm cầu Pháp, nghĩ rằng ngoài tự tâm còn có Pháp nào khác. Chỉ cần có cái quan niệm này, trong Phật giáo đều gọi là ngoại đạo. Phật nói cho chúng ta biết, vũ trụ nhân sanh, trong kinh thường nói thập pháp giới thì tránh trang nghiêm, thấy điều là tự tâm biến hiện ra. Cho nên ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm, toàn là tự tâm biến hiện ra. Phật nói cho chúng ta biết, Ngài nói rõ cái pháp này cho chúng ta học Phật thì chúng ta phải y theo mà làm, tức là chúng ta y theo lời dạy của Phật, hết lòng mà thực hành. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta phải làm được thì Phật nói là chứng thực. Cái chứng thực này tức là trong kinh Phật gọi là chứng quả. Quý vị chứng quả thì quý vị cùng với Phật không khác. Ngài đã thành Phật, quý vị cũng thành Phật. Nếu quý vị chưa chứng quả, hay nói cách khác, công phu tu học của quý vị vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt đến cảnh giới. Quý vị mà đã chứng quả thì quý vị là Phật, thì quý vị đã thành Phật. Hay nói cách khác, tức là quý vị đã hoàn toàn đạt được vô lượng. Nay dịch thành vô lượng thọ là trích lấy một nghĩa quan trọng nhất. Vừa rồi đã có nói, hết thảy tất cả vô lượng thì thọ mạng là quan trọng nhất. Chỉ dịch thành một ý nghĩa này, câu đức hiệu này là nói rõ nhân địa nguyện hạnh và quả địa Phật đức của Ngài Pháp Tạng, y chánh chủ bạn của cõi cực lạc. Trong bộ kinh này nói vô lượng thọ đã bao gồm hết tất cả. Pháp Tạng là A-di-đà Phật lúc Ngài chưa thành Phật. Như tình hình hiện nay chúng ta vậy, là người sơ học. Lúc Ngài xuất gia gọi là tỳ kheo Pháp Tạng, là thời kỳ nhân địa của A-di-đà Phật. Lúc Ngài tu hành, cho đến về sau Ngài đã thành Phật, kiến tạo cực lạc thế giới, giúp cho tất cả chúng sanh được thành tựu. Y báo của cực lạc thế giới chính là hoàn cảnh này, chúng ta gọi là hoàn cảnh cuộc sống. Chánh báo chính là hoàn cảnh nhân sự, y báo là hoàn cảnh vật chất. Nay chúng ta đang sống trong xã hội này, có hoàn cảnh vật chất, chúng ta sống chung với mọi người là hoàn cảnh nhân sự. Chủ là thầy giáo, là vị giáo chủ. Nay chúng ta nói người chủ giảng là A-di-đà Phật. Bạn là học trò, chủ là thầy giáo, bạn là học trò. Trong bộ kinh này nói ba chữ vô lượng thọ đã bao quát hết tất cả kinh. Chẳng những bao quát một bộ kinh này, mà là bao quát tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm. Vô lượng có nghĩa là bao quát tất cả, đều nằm trong phạm vi của vô lượng. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời đã nói tất cả kinh, cho đến mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói tất cả kinh, cũng không ra ngoài vô lượng. Ngoài vô lượng còn có pháp nào hay không? Không có. Tất cả pháp đều ở trong câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này phản văn là A-di-đà Phật, thì quý vị mới hiểu được ý nghĩa của câu A-di-đà Phật này.
thật là không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả đã nói hết thể tất cả kinh và tất cả pháp môn, thì câu A Di Đà Phật này đã bao quát hết tất cả, chẳng những bao quát tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, mà cũng bao quát tất cả kinh của tất cả chư Phật đã nói, đều không ra ngoài bốn chữ A Di Đà Phật này. Đây là chúng ta mong cầu, mà cũng là đức năng vốn có đủ trong tự tánh của chúng ta. Đây là chúng ta vốn có, nhưng hiện nay mình đã mê muội điên đảo, đã mê mất. Chúng ta đã mê mất cái gì? Đã mê mất đức năng vô lượng của tự tánh, cho nên đã trở thành vô tri vô năng. Đây là chúng ta đã mê. Vì sao đã mê? Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ ràng cho chúng ta. Trong phẩm xuất hiện, Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Tức là tất cả chúng sanh cùng với Phật không khác. Cùng với trí huệ đức tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, A Di Đà Phật, tất cả chư Phật hoàn toàn như nhau. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là nói rõ, đây là Phật nói rõ căn bệnh của chúng ta. Căn bệnh của chúng ta là gì? Là vọng tưởng chấp trước. Thì cũng như khám bệnh cho tất cả chúng sanh, đã tìm ra căn bệnh, có vọng tưởng thì trở thành sở tri chướng, thì không có trí huệ. Có chấp trước thì trở thành phiền não chướng. Đây là Phật tại trong kinh điển Đại Tiểu Thừa thường nói là nhị chướng. Đã chướng cái gì? Đã chướng vô lượng của tự tánh. Chúng ta vốn có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, hết thảy tất cả vô lượng đều không còn nữa, đều không thể hiện ra, vì bị nhị chướng làm trở ngại. Chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp dạy cho chúng ta những gì? Nói tóm lại là dạy cho chúng ta phá nhị chướng. Phá được nhị chướng thì tánh đức vô lượng thọ của quý vị sẽ hiện ra. Có phải Phật cho quý vị vô lượng thọ phải không? Không phải, là tự quý vị vốn có. Khi phá được nhị chướng thì tự tánh liền hiện ra. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm có nói viên mãn Bồ Đề quy vô sở đắc. Đến khi quý vị thành Phật, quý vị có được cái gì hay không? Không được cái gì cả. Vì sao không được cái gì cả? Bởi vì thấy điều là vốn có trong tự tánh. Nếu trong tự tánh không có, đột nhiên có một thứ thì quý vị mới là có được. Nhưng đây là vốn có, quý vị có được cái gì? Những lời của Phật nói từng câu đều là chân thật. Phật không có cho chúng ta một thứ gì cả. Nếu nói Phật có cho quý vị cái gì thì đó là nói dối quý vị. Không có chuyện này. Thành thật mà nói, Phật chỉ là cung ứng kinh nghiệm phương pháp tu học của Ngài cho chúng ta làm tham khảo. Ngài là giúp cho chúng ta điều này. Chúng ta mà chịu y theo kinh nghiệm phương pháp của Ngài để tu học thì có thể khôi phục lại tự tánh. Trong tự tánh có vô lượng đức năng, không phải Phật cho chúng ta, mà là tự chúng ta vốn có đủ.
Đây là ý nghĩa của ba chữ vô lượng thọ. Cho nên trong đề kinh, vô lượng thọ là sở cầu. Hay nói cách khác, ba chữ này tức là trong thiền tông nói bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Thiền tông muốn thấy chính là thấy cái này. Còn trong Tịnh Độ Tông chúng ta thì gọi là vô lượng thọ. Thông thường trong giáo pháp đại thừa gọi là chân như bản tánh. Câu danh hiệu này thì khác. Thành thật mà nói cũng là một sự việc. Vô lượng thọ chính là chân như bản tánh. Đoạn thứ năm là trang nghiêm. Hai chữ trang nghiêm này, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là chân thiện mỹ. Trong câu này phải cộng thêm trí huệ thì hợp thành chân thiện mỹ huệ. Đây mới là thật sự trang nghiêm. Thành thật mà nói, nội dung của bổn kinh chính là trang nghiêm cứu cánh viên mãn. Trong kinh nói nhất hướng truyền chí trang nghiêm diệu độ. Ngài dùng phương pháp gì để trang nghiêm? Là dùng nhất hướng truyền chí. Trong phần kinh văn này tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ với quý vị. Bộ kinh này đích thật là cung ứng cho chúng ta nguyên tắc tu học rất là đầy đủ. Cho dù là trong học thuật thế gian, nếu quý vị biết được phương pháp này, khéo biết vận dụng ở thế gian, bất luận là nghiên cứu học thuật hoặc là chuyên hành nghề trong xã hội, cũng có thể phát đạt huy hoàng. Sự lợi ích của nó rất nhiều, rất nhiều. Trang nghiêm các hạnh, hạnh là hành vi, bao gồm cả tư tưởng, kiến giải, lời nói, việc làm. Lại nói, con đã thành tựu hạnh thanh tịnh, trang nghiêm cõi Phật. Câu này là tỳ kheo Pháp Tạng thưa với thầy mình, nói ra tâm đắc tu học của mình. Nay đã kiến tạo thành Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài trình bày cho thầy biết, Ngài đã thành tựu trang nghiêm cõi Phật. Ngài dùng cái gì trang nghiêm cõi Phật? Là dùng hạnh thanh tịnh. Cho nên cõi đó gọi là Tịnh Độ. Tịnh Độ bắt đầu từ chỗ nào tịnh? Bắt đầu từ tâm địa tịnh. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Vì vậy chúng ta gọi cõi đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao cõi đó được viên mãn như vậy mà không có khiếm khuyết chút nào? Về đó là một thế giới mới. Cũng như trên địa cầu này chúng ta, đây là một quốc gia mới thành lập, là một quốc gia mới. Như nước Mỹ là một quốc gia mới trên thế giới này. Người dân trong quốc gia này là từ bốn phương tám hướng di dân đến đây. Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng vậy, chúng sanh từ các nơi đến,
Di dân đến đây, như Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta đến cực lạc thế giới. Nay chúng ta từ địa cầu này di dân đến cực lạc thế giới, mà điều kiện đi đến cực lạc thế giới rất là nghiêm khắc. Tâm địa phải thanh tịnh. Người tâm không thanh tịnh thì không được đi. Dù có niệm Phật cũng không được đi. Cho nên cổ nhân thường nói, niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh, những người này niệm bể cổ họng cũng uổng công, cũng không được giảng sanh. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Niệm Phật tâm thanh tịnh có ba bậc: thượng, trung, hạ ba bậc. Bậc thượng là lý nhất tâm bất loạn. Khi nãy đã nói họ không còn nhị chướng, đã phá hết rồi, đã phá phiền não chướng và sở tri chướng rồi, gọi là lý nhất tâm bất loạn. Họ thật sự tâm thanh tịnh. Bậc trung, họ đã phá phiền não chướng rồi, nhưng vẫn còn sở tri chướng. Đây là bậc trung. Còn bậc hạ, họ chưa phá nhị chướng. Tuy họ chưa phá, nhưng công phu niệm Phật của họ, họ niệm Phật tâm được định. Cái năng lực này có thể khống chế được nhị chướng. Tuy chưa đoạn, nhưng khống chế được. Khống chế được nó, không khởi tác dụng. Cho nên chúng ta gọi bậc hạ là công phu thành phiến. Cái gốc của hai thứ phiền não này vẫn còn. Cổ nhân gọi công phu thành phiến là lấy đá đè cỏ, chưa nhổ gốc. Còn sự nhất tâm và lý nhất tâm đã nhổ gốc rồi, công phu chưa nhổ gốc thì được đới nghiệp vãng sanh. Tuy là công phu mức độ thấp nhất, nhưng quý vị phải có cái năng lực khống chế được nhị chướng, không phải đoạn trừ mà là chế phục, tức là khống chế được nó, có năng lực chế phục được nó. Tuy có phiền não nhưng không khởi tác dụng. Hay nói cách khác, tâm quý vị vẫn là thanh tịnh, tuy có phiền não nhưng không khởi tác dụng. Phải có công phu như vậy thì mới được giảng sanh. Vì vậy, những người di dân đến quốc gia mới này, tâm họ đều thanh tịnh, thì biến thành cõi tịnh độ. Nước Mỹ tiếp nhận người trên toàn thế giới di dân đến, không có hạn chế điều kiện này. Nếu có hạn chế điều kiện này, thì nước Mỹ là cõi tịnh độ trên địa cầu. Người tâm không thanh tịnh, không được di dân đến quốc gia này, thì quốc gia này biến thành cõi tịnh độ. Mà cõi nước của A Di Đà Phật có hạn chế điều kiện này rất nghiêm khắc. Cho nên chúng ta phải biết ngài trang nghiêm của Phật như thế nào. Cõi cực lạc thế giới đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm. Ba câu này là khen ngợi chung, hay nói cách khác là đối với Tây Phương cực lạc thế giới là một lời bình chung. Thật ra nói không hết. Công theo cá nhân mà nói, công là công phu, là công phu tu học. Theo đoàn thể, theo trong đoàn thể mà nói, ở Tây Phương cực lạc thế giới thì đây là công dụng của nó. Đức là nói đức năng của nó, là công phu tu hành của cá nhân. Còn đức năng
Còn đức năng là công dụng của đoàn thể. Mười phương thế giới cũng không thể sánh bằng với cực lạc, với cõi cực lạc. Hay nói cách khác, cõi cực lạc mọi thứ đều đầy đủ, không có khiếm khuyết chút nào. Trong phần kinh văn phía sau của bộ kinh này có nói rất đầy đủ. Quý vị thấy rồi thì sẽ khởi lòng tin. Quý vị sẽ thể hội được A Di Đà Phật kiến tạo cõi cực lạc rất là có lý. Nếu dùng lời của người phàm phu chúng ta mà nói là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cõi cực lạc thế giới tuyệt đối không phải hư cấu, không phải bịa đặt ra. Trong mười phương có vô lượng vô biên thế giới mà các nhà khoa học hiện nay thấy đều thừa nhận. Trong giữa thái không này tuyệt đối không phải chỉ có trong địa cầu này mới có sinh vật, mà các nhà khoa học hiện nay họ tin rằng trong những tinh cầu khác cũng có sinh vật. Chẳng những có sinh vật và lại có rất nhiều sinh vật cao siêu, họ thông minh sáng suốt hơn chúng ta, khoa học kỹ thuật của họ vượt hơn chúng ta. Như những chuyện này trong kinh Phật cũng có nói rất nhiều. Đây là các nhà khoa học hiện nay đã chứng minh. Tây phương cực lạc thế giới cũng là một tinh cầu như chúng ta vậy. Họ đích thật cũng như nhân loại chúng ta vậy. Họ ở cõi đó sinh sống. Không gian hoạt động của chúng ta là vô lượng vô biên, tuyệt đối không phải chỉ có phạm vi nhỏ hẹp trong địa cầu này. Không phải nhỏ hẹp như vậy đâu. Trước khi chúng ta đến thế gian này, chúng ta ở đâu? Con người chúng ta cũng sẽ chết. Sau khi chết rồi đi đâu? Không gian hoạt động của trước khi còn sống và sau khi chết rồi không hạn định ở địa cầu này. Cho dù ở trong lục đạo luân hồi, lục đạo có bao lớn? Trong kinh Phật nói 3000 đại thiên thế giới, đó là một cái lục đạo. Địa cầu này của chúng ta là nằm ở trong 3000 đại thiên thế giới. Địa cầu thật là quá nhỏ. Căn cứ trong kinh Phật nói, không phải là nói xác định con số, mà là nói đại lược. Trong kinh Phật nói một cái đại thiên thế giới có 100 ức cái hệ mặt hà, hệ mặt trời. Cũng gần như nay chúng ta nói hệ ngân hà vậy. 100 ức cái hệ mặt trời. Nếu theo cách nhìn của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ mà nói thì phạm vi đó thì càng rộng lớn hơn. Này chúng ta nói hệ mặt trời. Trong kinh Phật thì nói đơn vị thế giới, một cái đơn vị, một cái đơn vị là một cái phạm vi quay quanh của mặt trời và mặt trăng. Trước kia có số pháp sư đại đức họ nói đơn vị thế giới là hệ mặt trời. Còn cách nhìn của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì khác. Lão cư sĩ cũng học qua khoa học. Ông nói trung tâm quay quanh thật sự của mặt trời, không phải hệ mặt trời chúng ta.
Vậy trung tâm quay quanh của mặt trời ở đâu? Ở hệ ngân hà. Mặt trời quay quanh chuyển theo hệ ngân hà, mà trung tâm của hệ ngân hà trong kinh Phật nói là núi Tu Di. Hoàng lão cư sĩ nói, hiện nay nhà thiên văn học nói đó là hố đen. Hố đen chính là trong kinh Phật nói núi Tu Di. Nếu theo cách nói của hoàng lão cư sĩ thì phạm vi của thế giới này quá rộng lớn. Một đơn vị thế giới tức là một cái hệ thân ngân hà, một cái 3.000 đại thiên thế giới là 100 mức cái hệ ngân hà. Đây là nói phạm vi của lục đạo luân hồi. Chúng ta không ra khỏi lục đạo, tức là chúng ta lưu chuyển khắp trong 100 mức cái hệ ngân hà. Quý vị nghĩ xem cái phạm vi đó bao lớn, mà đây chỉ là khu giáo hóa của một vị Phật mà thôi. Như một đại thế giới này, trong giữa thái không có vô lượng vô biên. Trong Phật Pháp gọi là vũ trụ quan, là đại vũ trụ, chính là không gian hoạt động của chúng ta. Cho nên tâm lượng của chúng ta phải rộng lớn, tâm lượng không thể quá nhỏ hẹp. Nhất định phải mở rộng tâm lượng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ trần tướng sự thật này. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới không nằm ở trong đại thiên thế giới này chúng ta, là ở một đại thế giới khác, ở một đại thiên thế giới khác. Cõi thế giới đó cách chúng ta bao xa? Trong kinh Phật nói cách xa cõi này chúng ta có 10 vạn ức cõi đại thế giới, tức là cách xa có 10 vạn ức cái 3.000 đại thiên thế giới. Nếu một cái đại thiên thế giới là 100 ức cái hệ ngân hà, quý vị tính thử xem, thì khoảng cách xa phải là 10 vạn ức cái hệ ngân hà. 10 vạn ức cái hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, thì 10 vạn ức cái hệ ngân, 10 vạn ức cái đại thiên thế giới, tức là 10 vạn ức cái hệ ngân hà. Nay chúng ta dùng tốc độ của ánh sáng và điện tử tính thử. Nếu muốn đi đến cõi Cực Lạc, tính theo đơn vị thì phải dùng ức triệu năm làm đơn vị thì mới đi đến cõi Cực Lạc. Mà nay chúng ta cũng biết tính, dùng tốc độ của ánh sáng từ bên này hệ ngân hà chúng ta đi đến bên kia hệ ngân hà thì phải mất 25 năm. Vậy 100 ức cái hệ ngân hà không biết phải mất bao nhiêu thời gian, bao lâu? Trong Phật Pháp nói về đại vũ trụ mà ngày nay các nhà khoa học họ đã chứng thực. Đây là nói đức năng viên minh của sự vô ngại pháp giới. Chúng ta đối với toàn cả vũ trụ nhân sanh triệt để hiểu rõ, không còn hoài nghi chút nào. Phải dùng phương pháp gì? Phải dùng phương pháp tu trì như thế nào? Thông thường chúng ta nói tu hành. Hành là hành vi, tu là tu chính. Tu chính tất cả tư tưởng kiến giải hành vi sai lầm của chúng ta, thì trí huệ đức năng của chúng ta mới khôi phục lại. Thế nhưng tự chúng ta có rất nhiều sai lầm mà tự mình cũng không biết. Đây gọi là ngu si. Nếu tự mình mà biết được thì gọi là giác ngộ.
sau khi giác ngộ phải đem nó cải chính lại thì gọi là tu hành, cũng gọi là có công phu. Phật tại trong kinh có nói, chúng ta có phiền não chướng, chúng ta có sở tri chướng. Phiền não chướng thì dễ hiểu, có phiền não thì trở ngại tâm thanh tịnh. Có sở tri chướng thì trở ngại trí huệ. Cái gì là sở tri chướng? Sở tri tức là cái biết vốn có của cái gì, biết rõ toàn cả vũ trụ nhân sanh. Quý vị vốn có cái năng lực này, không một thứ nào mà quý vị không biết. Bản năng vốn có của quý vị là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Nay bản năng của quý vị đã mất đi. Vì sao đã mất đi? Vì bên trong có một trở ngại. Cái trở ngại này gọi là sở tri chướng. Phật nói cho chúng ta biết cái trở ngại này là gì? Là vọng tưởng. Hễ vọng tưởng khởi lên thì mất đi trí huệ. Tại vì sao? Bởi vì khởi lên vọng tưởng thì tâm không thanh tịnh. Có phiền não thì tâm không thanh tịnh, có vọng tưởng thì tâm không thanh tịnh. Nếu đoạn trừ được vọng tưởng và phiền não thì tâm của quý vị thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là năng lực vốn có của chính quý vị, thì quý vị khôi phục lại bản năng. Bản năng là vô sở bất tri, vô sở bất năng, tức là không gì không biết, không gì không thể. Phật là dạy cho chúng ta khôi phục lại bản năng. Tuy là Phật đã nói ra căn bệnh của chúng ta, nói ra rồi cũng không làm gì được. Chúng ta biết có phiền não chướng mà không đoạn trừ phiền não chướng, biết có sở tri chướng mà không đoạn trừ sở tri chướng. Tuy Phật có dạy rất nhiều phương pháp cho chúng ta, quý vị cứ thử tu xem, nhưng khó tu quá, thật là quá khó. Huống chi là thọ mạng của chúng ta lại rất ngắn ngủi, không đủ thời gian để tu học. Cho nên A Di Đà Phật rất từ bi. Điều kiện của ngài không có gì khác, chỉ cần tâm thanh tịnh thì được giáng sanh vào cõi nước của ngài. Ngài hoan nghênh quý vị đến cõi Cực Lạc, ngài cung ứng cho chúng ta một hoàn cảnh để tu học. Đây là ân huệ lớn nhất của A Di Đà Phật đối với chúng ta. Ngài giúp cho chúng ta, ngài giúp cho chúng ta rất lớn lao. Chúng ta đến cõi Cực Lạc, điều lớn đầu tiên là thọ mạng lâu dài, hay nói cách khác là quý vị có đủ thời gian để tu học. Điều lớn thứ hai là có thầy tốt. Chư Phật Như Lai là các vị thầy đảm nhiệm chỉ đạo, lại có bạn học tốt. Chư Đại Bồ Tát là bạn học của chúng ta. Hay nói cách khác là một hoàn cảnh tu học rất là lý tưởng. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật ngài hết lòng khuyên dạy chúng ta cầu sanh Cực Lạc thế giới, trong các kinh điển Đại Thừa, các kinh điển Tịnh Độ, Phật cũng khuyên như vậy. Kể cả kinh Hoa Nghiêm cũng không ngoại lệ. Đức Thế Tôn nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, không có vị Phật nào mà không khuyên mọi người niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới. Cho nên cái pháp môn này và bộ kinh điển này là tất cả chư Phật đều hoằng dương. Đây là điều rất thù thắng. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài đã tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, còn giảng những bộ kinh khác. Ngài một đời chỉ giảng một lần, không có giảng lại. Chỉ có bộ kinh này ngài giảng lại nhiều lần.
Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội, mới biết được lòng từ bi của Phật, thì chúng ta mới dần dần nhận biết cái tính quan trọng của pháp môn này. Đức năng viên minh của sự sự vô ngại pháp giới là cảnh giới Hoa Nghiêm, nói rõ bổn kinh và Hoa Nghiêm không hai không khác. Chúng ta cần phải có trang nghiêm. Vô lượng thọ là bản thể, là chân như bản tánh. Trang nghiêm là hiện tướng, là đức tướng thù thắng nhất. Đây là sự thọ dụng. Vô lượng thọ là bản thể, trang nghiêm là thọ dụng, có thể, có dụng, đều là bản thể của tự tánh. Đây là đức dụng của tự tánh. Đây là điều mà chúng ta mong cầu. Cho nên những điều mà chúng ta mong cầu đều ở nơi trong đề kinh này. Dùng phương pháp gì để cầu? Trong đề kinh này có dạy cho chúng ta cầu, tức là nói phương pháp tu học của Tịnh Tông. Trong đề kinh này dạy năm chữ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phương pháp tu hành của Tịnh Tông chính là y theo cái nguyên tắc này. Muốn đạt đến mục tiêu này thì phải thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Thân là thân thể, khẩu là lời nói, ý tức là ý niệm. Hết thể tất cả hành vi của chúng ta không ngoài ba cái phạm vi này. Thân khẩu ý thảy đều bao quát tất cả. Hành vi của thân khẩu ý này lìa tất cả ác hạnh và phiền nhiễm. Ác hạnh là hành vi sai lầm, phiền là phiền não, lìa tất cả phiền não. Nhiễm là ô nhiễm, lìa tất cả ô nhiễm. Thì là tâm được thanh tịnh. Quý vị nên biết nay tâm của chúng ta không thanh tịnh là vì trong tâm đã bị ô nhiễm, tinh thần đã bị ô nhiễm, tư tưởng và kiến giải thấy điều đã bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm thì sẽ sanh ra rất nhiều cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai lầm của chúng ta, thì gọi là tạo nghiệp. Thể tạo nghiệp thì nhất định có quả báo. Quý vị tạo thiện nghiệp thì nhất định có thiện quả. Quý vị tạo ác nghiệp thì nhất định có ác báo. Quả báo của thiện ác không sai chút nào. Cho nên tu hành tâm thanh tịnh là điều rất là quan trọng. Trong kinh có nói: tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đây là Phật tại trong kinh Duy Ma Cật nói câu này. Ừ.
Mục đích tu học của Tịnh Tông tức là phải cầu tâm thanh tịnh. Trong kinh A-di-đà có nói nhất tâm bất loạn. Còn trong kinh này thì nói nhất hướng chuyên niệm. Mục đích ở tại đâu? Chính là cầu nhất tâm thanh tịnh. Trong kinh nói tất cả là một, một là tất cả. Hai câu này là trích từ trong kinh Hoa Nghiêm. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không khác, nhiều tức là tất cả. Phật dạy bí quyết tu học cho chúng ta chính là trong hai câu này. Tất cả là vạn sự vạn pháp. Còn một là gì? Trong Thiền Tông dạy tham câu thoại đầu: vạn pháp quy về một, một quy về đâu? Không ai biết trả lời. Nếu quý vị muốn hiểu rõ hai câu này thì cũng dễ thôi. Vạn pháp quy về một, một quy về vạn pháp. Một nhiều không hai. Vạn pháp quy về một, một là gì? Quý vị nên biết một là nhâm nhất, không phải chuyên chỉ một thứ. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Như quý vị tham thiền, tất cả vạn pháp, không có một pháp nào mà không phải thiền. Quý vị học giáo hạ, tất cả vạn pháp, không có một pháp nào mà không phải giáo hạ. Quý vị niệm Phật, tất cả vạn pháp, không có một pháp nào mà không phải A Di Đà Phật. Cho nên chữ một này là nhâm nhất, không phải chuyên chỉ định một pháp nào. Cho nên Phật giảng kinh thuyết pháp có 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, mà pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nếu quý vị muốn được thành tựu, tu pháp môn nào cũng được, mà nguyên tắc tu học quý vị nhất định phải chuyên tu một môn. Quý vị không thể học rất nhiều môn, học rất tạp thì rất khó được thành tựu. Khi quý vị thông đạt một môn thì thông suốt tất cả môn, bởi vì một tức là tất cả. Tất cả pháp môn đều là bình đẳng. Quý vị học môn này không thông thì học môn kia không thông thì quý vị có thể chọn học môn khác. Thế nhưng quý vị phải nhớ kỹ, chỉ chuyên thâm nhập một môn. Thế nhưng quý vị học thiền cũng không phải không tốt, tốt chứ, nhưng phải thâm nhập một môn. Quý vị học mật, mật cũng tốt, nhưng phải thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn thì được thành tựu. Nếu đồng thời học hai môn, ba môn thì quý vị sẽ thất bại. Cho nên chữ môn này không phải chuyên chỉ định một pháp. Tuyệt đối không phải chỉ có một pháp môn này thù thắng nhất, còn những pháp môn khác thì không bằng pháp môn này. Nếu quý vị có cái ý niệm này thì hoàn toàn đã nghĩ sai rồi. Chọn tu pháp môn nhất định phải xem căn cơ của mình, xem trí huệ của mình, xem trình độ của mình, xem tình trạng cuộc sống của mình có thích hợp hay không. Tại vì sao? Vì chọn pháp môn tu học là đối với mình không có trở ngại, chẳng những đối với cuộc sống của mình không có trở ngại, giả lại còn giúp thêm cho mình, khiến cho cuộc sống của mình càng được hạnh phúc mỹ mãn. Đây là quý vị chọn đúng pháp môn tu học. Cho nên Phật giảng rất nhiều pháp môn là để cho chúng ta tự mình lựa chọn. Nhưng chúng ta không biết lựa chọn thì Phật thay chúng ta lựa chọn. Phật thay chúng ta lựa chọn chính là khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật. Vì sao Phật không chọn những pháp môn khác? Là vì pháp môn niệm Phật dễ tu. Dạy cho quý vị niệm A Di Đà Phật, ai mà không biết niệm?
Hiểu rõ lý thuyết thì quý vị biết niệm. Không hiểu rõ lý thuyết cũng có thể niệm. Chỉ cần quý vị nhất tâm niệm, bất luận hiểu hay không hiểu, đều được thành tựu. Tu pháp môn khác thì quá khó, không dễ tu. Bất luận tu pháp môn nào, trước tiên nhất định phải hiểu rõ lý thuyết. Con đường tu hành có 4 giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Thứ nhất, quý vị phải tin. Thứ hai, quý vị phải lý giải, tức là quý vị hoàn toàn thông đạt hiểu rõ, sau đó mới tu hành được chứng quả. Pháp môn này thì không cần giải, quý vị giải cũng được, không giải cũng không sao, cũng được thành tựu. Hay nói cách khác, chỉ cần quý vị nhất tâm niệm, nhất tâm thì thanh tịnh, nhất tâm thì tâm thanh tịnh. Trong kinh nói, điều nguyên lý này chẳng những là tu tịnh độ, học thiền, học mật, học giáo, học giới luật, bất luận tu học pháp môn nào, đều phải dùng tâm thanh tịnh, đều phải nhất tâm tu học. Niệm Phật phải nhất tâm niệm, tham tìm phải nhất tâm tham, học giáo phải nhất tâm học, đều là như nhau, cùng một đạo lý. Cho nên chúng ta niệm Phật, khi thấy người tham thiền, ta rất cung kính. Ta phải nên cung kính, bởi vì pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Căn tánh của họ cao hơn ta, họ thông minh hơn ta. Họ có thể tham thiền, ta không có thông minh như họ. Cho nên ta chỉ lão thật niệm Phật, họ học giáo. Học giáo phải có trí huệ, không có trí huệ thì không thể đại khai viên giải. Ta không có trí huệ như họ, ta chỉ lão thật niệm Phật. Đây là điều quan trọng nhất của người tu hành. Hay nói cách khác, then chốt được thành công hay thất bại, quý vị có biết mình hay không? Cổ nhân có nói, nhất định tự mình phải biết rõ mình, tức là phải biết rõ căn cơ của mình, phải biết rõ năng lực của mình, thì ta biết an phận thủ thường, ta cũng biết cung kính người khác. Đây là điều rất quan trọng, tuyệt đối không thể cống cao ngã mạn, cống cao tự đại, không thể tự cho mình là đúng, cũng là điều trở ngại cho việc tu hành. Chẳng những trở ngại cho việc tu hành mà cũng trở ngại cho sự nghiệp thế gian. Cho dù có thành công, nhưng sự thành công của họ cũng không lâu dài. Cho nên nhất định phải biết rõ mình. Nên biết chữ một này là nhâm nhất, không phải chuyên nhất, không phải chỉ định một thứ nào là một. Này chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này, tất cả kinh tức là một bộ kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ triển khai ra tức là tất cả kinh. Cách nhìn của tịnh tông chúng ta không sai chút nào. Những người tham thiền từ đời nhà Đường tham thiền đến lục tổ, tham thiền đến lục tổ về sau đều dùng kinh Kim Cang để ứng chứng. Cho nên tất cả kinh tức là một bộ kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tức là tất cả kinh. Có đúng hay không? Đúng. Tông phái đó, tu pháp môn đó không sai chút nào. Cho nên ta không thể nói bộ kinh này của ta là bậc nhất trong tất cả kinh, những kinh khác không bằng bộ kinh này. Nghĩ như vậy là sai rồi. Trong kinh nói một là tất cả, tức một bộ kinh là tất cả kinh, tất cả kinh là một bộ kinh. Vậy bộ kinh nào là bậc nhất? Tất cả bộ kinh đều là bậc nhất, không một bộ kinh nào không phải bậc nhất. Thế nhưng quý vị muốn tu học, quý vị có thể chọn một bộ kinh nào mà mình thích nhất, chọn một bộ kinh nào mà mình thích nhất trong tất cả kinh, chỉ tu học một môn, thâm nhập một môn. Khi thông đạt một bộ kinh này thì thông suốt tất cả kinh. Triển khai tất cả kinh mà chưa thông suốt tức là, tức có nghĩa là chưa thông đạt một bộ kinh này. Nếu là thông đạt một bộ kinh này thì thông suốt tất cả kinh.
Trong bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang có viết một bài, tôi không nhớ rõ đề mục đó. Lúc đó tôi xem bộ văn sao khoảng 30 năm trước. Lúc đó tôi mới học Phật. Về sau tôi cũng có khuyên người xem bộ văn sao đó. Bộ văn sao đó có một bài viết như vậy. Có một người tham thiền, là một vị cư sĩ tại gia, tuổi tác của ông rất lớn. Ông ta viết một lá thư gửi cho Đại sư Ấn Quang. Ông ta cũng rất tự phụ, nói mình tham thiền đã xem hết 1.700 công án, tức là xem trong truyền đăng lục. Trong thiền tông có một bộ truyền đăng lục, ông ta nói đã xem hết 1.700 công án và đã thâm thấu gần hết, nhưng vẫn còn một vài điều chưa hiểu rõ. Tức là đại đa số công án đã thâm thấu, nhưng chỉ còn một vài công án chưa thâm thấu. Thì Đại sư Ấn Quang liền hồi âm cho ông ta: nếu có một điều chưa thâm thấu thì tất cả công án cũng chưa thâm thấu. Nếu ông đã hiểu rõ một điều thì hiểu rõ tất cả. Vị cư sĩ tham thiền đó về sau theo Đại sư Ấn Quang niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đích thật là như vậy. Quý vị nói đã thông đạt bộ kinh này thì tất cả kinh trong Đại Tạng Kinh quý vị thấy đều thông suốt. Nếu quý vị nói đã thông đạt bộ kinh này nhưng không thông đạt bộ kinh khác, không thông đạt bộ kinh khác thì chứng minh quý vị chưa thông đạt bộ kinh này. Phật pháp khác với pháp thế gian, học thuật của pháp thế gian cách nghề như cách núi. Thông hiểu nghề này chưa chắc thông hiểu nghề kia. Còn Phật pháp thì khác. Phật pháp là tánh lý chi học, là tâm thông. Cho nên thông hiểu một thì thông hiểu tất cả. Không thể nói quý vị đã thông hiểu pháp môn này mà không thông hiểu pháp môn kia. Không có chuyện này. Hay nói cách khác, quý vị niệm câu Phật hiệu này, niệm được nhất tâm, thật sự niệm thông rồi, thì giáo cũng thông, thiền cũng thông, mật cũng thông, không có một thứ nào mà không thông. Còn người tham thiền, nếu đã thông rồi, thì đại triệt đại ngộ, tịnh độ cũng thông, mật cũng thông, giáo cũng thông, tất cả đều thông. Thì gọi là tất cả là một, một là tất cả. Đây chính là tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh bình đẳng thì nó khởi tác dụng là chiếu kiến, nó không phải phân biệt, không phải chấp trước, không rơi vào tư duy. Chúng ta gọi là nghiên cứu thì tư duy, thể nghiên cứu thì rơi vào trong ý thức. Họ không dùng ý thức, cho nên chúng ta là đệ tử Phật. Trong nhà có thờ tượng Phật, trang nghiêm đạo tràng. Trong nhà có thờ tượng Phật cũng là đạo tràng. Người thật sự tu hành không cần dùng hương hoa cúng dường. Dùng cái gì cúng dường? Dùng cái gì cúng dường? Dùng một ly nước cúng Phật. Cúng cái gì? Cúng một ly nước. Nước là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Khi quý vị nhìn thấy ly nước này thì nghĩ đến tâm của ta có trong sạch như nước hay không. Nước không có sóng, bình lặng. Tâm của chúng ta có bình hay không? Nước trong sạch, không có ô nhiễm. Tâm của chúng ta có ô nhiễm hay không? Một ly nước này là biểu pháp thường hay nhắc nhở quý vị. Nếu tâm quý vị bình lặng trong sạch như nước vậy, một làn sóng cũng không có. Làn sóng tức là ý niệm. Chúng ta khởi tâm động niệm là ý niệm. Tham sân si mạn nghi chính là ô nhiễm, chính là ô nhiễm. Tâm không thanh tịnh. Nếu tâm không nhiễm thì thanh tịnh, thì nước không có sóng, thì bình lặng. Tức là chỗ này nói thanh tịnh bình đẳng. Tác dụng của nó chính là giác. Không gì không giác.
chẳng những đã giác ngộ, thông đạt tất cả các pháp, mà cũng thông đạt hết thảy tất cả pháp thế gian, không cần học cũng thông suốt. Học pháp thế gian không dễ gì học được một pháp thông đạt, nhưng nếu tâm đã thông thì không cần học, vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, vừa xem vừa nghe thì thông hiểu, không có sai lầm chút nào. Cái năng lực này cũng không phải thần kỳ, bởi vì cái năng lực này là bản năng. Vì sao thông đạt tất cả các pháp? Vì tất cả các pháp đều do tâm tạo. Nay tâm quý vị đã giác ngộ thì làm sao mà không biết, làm sao mà không thông đạt? Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, thấy điều là tu tâm thanh tịnh, thấy điều là tu tâm bình đẳng. Chỉ là cách dùng phương pháp, thủ đoạn khác nhau, nhưng mục tiêu hoàn toàn tương đồng. Quý vị không thể không biết điều này. Nếu quý vị không biết, tức là vẫn còn mê muội, thì nhất định sẽ phạm lỗi lầm. Lỗi lầm gì? Là tự khen mình, hủy báng người khác, thì có thành kiến phe phái. Đây là điều lỗi lầm. Có thành kiến phe phái, tức là tâm quý vị không thanh tịnh. Quý vị tu pháp bao đó có giỏi đi nữa mà tâm quý vị không được thanh tịnh, tâm quý vị không được bình đẳng, hay nói cách khác, quý vị niệm Phật không được nhất tâm, không nắm chắc phần vãng sanh, tham thiền không được thiền định. Học giáo không thể đại khai viên giải, trì giới không được định. Trong kinh nói do giới được định, do định khai huệ. Dù có nghiêm trì giới lục đi nữa cũng không được định. Vì sao không được định? Vì tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, thì họ làm sao được định? Định là tâm thanh tịnh bình đẳng. Điều này rất là quan trọng. Cho nên một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này thì chúng ta mới lý đắc tâm an. Sau khi hiểu rõ lý lẽ thì tâm được an, thì đối với tất cả các pháp tự nhiên cung kính. Đối với mình tu học tuyệt đối sẽ không có mặc cảm tự ti, biết rõ thấy điều bình đẳng. Tuy họ cao nhưng ta cũng không thấp, thì tâm cống cao ngã mạn sẽ không nổi dậy. Kế tiếp là bình đẳng giác. Đây là đoạn thứ 7, bình đẳng giác trong đề kinh. Trong kinh nói bình đẳng gọi là chân như, cho đến bình đẳng chính là nhập bất nhị pháp môn. Chân như, chân thì không giả. Trong kinh Kim Cang có nói phàm có hình tướng đều là hư vọng, hư vọng thì không phải chân thật, chân thật thì không phải hư vọng. Như có nghĩa là đây chính là. Nghĩa là thế nào? Tức là nói chân tâm của chúng ta là bản tánh của chúng ta. Vì sao Phật nói một sự việc này mà đã nói nhiều danh từ như vậy? Nhiều danh từ như vậy. Phật tại trong kinh có nói nhiều danh từ, nào là chân như, bản tánh, tự tánh,
Chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm thì nói Như Lai Tạng, trong kinh Đại Thừa thì nói Đệ Nhất Nghĩa Đế. Thấy điều là một sự việc này. Vì sao Phật nói nhiều danh từ như vậy? Nếu chúng ta tìm những danh từ này trong kinh điển thì có thể tìm được mấy chục cái. Chúng ta phải biết dụng ý của Phật. Phật dạy chúng ta không nên chấp vào danh tướng. Chỉ cần biết Phật nói điều này, dùng danh tướng gì cũng được, hễ chấp tướng thì sai rồi. Cho nên Phật nói một sự việc mà dùng nhiều danh từ như vậy để nói là dạy cho chúng ta phá danh từ tướng. Chẳng những không nên chấp danh tự mà cũng không nên chấp lời nói. Quý vị xem trong Đại Thừa Khởi Tính Luận có dạy cho chúng ta lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, thì quý vị mới thật sự hiểu được ý của Phật nói, mới có thể hiểu được nghĩa chân thật. Trong bài kệ khai kinh có nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Trong ba thứ này, nếu quý vị chấp một thứ thì quý vị rất khó thể hội nghĩa chân thật của Phật nói. Cho nên bình đẳng chính là chân tánh. Chân tâm là bình đẳng, vọng tâm thì không bình đẳng. Nay chúng ta đối với mọi người có bình đẳng hay không? Đối với tất cả các pháp có bình đẳng hay không? Đối với tất cả sự vật có bình đẳng hay không? Không bình đẳng. Đương nhiên không bình đẳng. Không bình đẳng phải làm sao đây? Phải ở trong mọi việc, mọi vật mà học bình đẳng. Đây gọi là tu hành. Dần dần chúng ta giảm bớt tâm phân biệt chấp trước, gọi là có công phu. Công phu ở tại đâu? Là tâm phân biệt chấp trước của ta một năm nhẹ hơn một năm, một năm ít hơn một năm, đây là có công phu. Hay nói cách khác, đối với nghĩa lý trong kinh Phật nói càng ngày càng hiểu rõ. Nếu vẫn còn có phân biệt chấp trước rất nặng, cho dù chú giải của chư tổ sư đại đức có hay đi nữa, quý vị xem cũng không hiểu. Hoặc là nay Phật đến thuyết pháp cho quý vị, quý vị nghe cũng không hiểu. Tại vì sao? Vì quý vị dùng tâm phân biệt để nghe, dùng quý vị dùng tâm chấp trước để nghe, quý vị dùng tâm không bình đẳng để nghe, thì quý vị làm sao nghe hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai? Đây là chỗ khó của Phật pháp, là khó ở chỗ này. Chúng ta dùng tâm khác với tâm của Phật Bồ Tát, cho nên ý của Phật Bồ Tát nói chúng ta không dễ gì hiểu được. Nếu chúng ta dùng tâm cũng như tâm của Phật Bồ Tát vậy, không đợi các ngài nói hết, các ngài vừa nói thì chúng ta hoàn toàn đã hiểu rõ, thì tự nhiên chúng ta đã thông đạt. Về điểm này, hy vọng các đồng tu phải lưu ý thêm một chút. Hôm nay thì giờ đã hết. Ngày mai sẽ giảng tiếp trong đề kinh này với quý vị, bởi vì hàm nghĩa của ba chữ bình đẳng giác này rất là phong phú.